vô đây nè hả? Ừ, là đích tắt đó. Chết luôn. Chiều nay Giang mắc giữ cái cu đất nha cả nhà. Nên là phải hẳn với chú Út. Hẳn với chú Út phải đi đặt mấy cái đặt mấy cái bẫy đa năng của ông Sáu. Chỗ đặt rồi. Hôm nay hai chú cháu mình sẽ khai trương 7 cái lọp đa năng của ông Sáu nha cả nhà. Chú Út sẽ chọn địa hình như thế nào đây? Quay. Nó chặn cái cây này không thấy đường. Ủa, vậy thôi hả Út? Được không? Rồi cái len của mình rồi. Lấy cái len chút chút. Gian đất rồi chứ. Đâu để gì cá nó đâu có đi được. Này nè, ngày mai không biết chạy cái gì đi cái tại vì đó giờ không có đặt cả nhà lần đầu tiên đặt. À dính giờ mẹ ơi. Dính gì mới đặt mà dính người ta. Cái này là những cái bờ này là chưa có bị ngập. Có những cái chỗ này gọi là gì, đường nước không? Đường nước. Đó. Cái đường cá vô là Út để mé bên đây nè cả nhà. Phải không Út? Cái đường cá vô bên đây không, cái miệng bên đây không? Cái miệng gì xuống mương, con cá bằng đêm đi lên. Cái miệng bên kia. Hả? Gì? Phải không, coi thử luôn. Đúng rồi cả nhà. Cá đi đi dưới mương lên mà, kinh lên. Cá nó sẽ đi hướng ở dưới kinh lên. Rồi mình tiếp tục. Đi thôi. Bữa nay chú Út có hai cổ động viên nhí đi theo. Tôm với đồ. Đấy, theo cho vui. Muốn học nghề của Út nha. Dạ hả? Dạ. Dạ. Học nghề của ông Út bắt cá. Dòng dòng ngập hết trơn, còn có cái bờ này là còn. Khoét lỗ chỗ này nè được không? Có đường thì mình cạo đường. Thôi ơi chuột kìa. Nhẫn nhơ trước mặt Út luôn. Chuột chuột. Rồi quá chạy chuột luôn á. Tôi thường nói chạy chuột luôn. Chứ giờ ngập hết trơn rồi, Út lấy đi ngập hết rồi, còn có mấy cái bờ cao rồi nó dọn lại thôi. Để cho Út ơi. Đó dính cua rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Không còn không? Ừ. Để chạy chạy dữ lắm. Nhiều quá mẹ ơi. Ừ. Mình trên cái xuồng không sao nãy đâu.
hai cái. Ồ, cái chỗ này khỏe ha, khỏi bằng đất đất. Tại vì mình phải khử đất. Rô nó bự. Vậy là mấy cái, vậy là mấy cái kia có chuyển vọng á. Tại vì con thấy những cái chỗ mà cái bò ở đằng đây, cái chỗ mà cái ốc mà đào đất lên á. Đổ cá để trong đó luôn hay sao, hay là đổ ra không? Hay về nhà hả đổ? Về nhà mình đổ. Rồi, đó cá rô. Nước xuống chứ cả này nuôi cá nó lang thang ngoài đồng hết đâu ơi. Không chặt chả, không chả. Đâu mình nhìn nhìn thử coi nó có ngớp không ta. Chỗ này con thấy ngon, nó rau muống. Cô thấy em gửi không? Là biết. Thí thí nghiệm mà ha. Đầu cái đường lý tưởng ha. Lựa không à. Ê, có anh ơi. Gì vậy? Ồ con hết rồi kìa. Cua. Cua rồi. Ê, cái lửa cỏ gì là lụm nè ta ơi. Hết cua, cá lóc hả nhà ơi. Cá lóc. Trời cái luôn, cua khủng hết kìa. Quá. Wow. Ơi con cá vô. Ăn con cá lóc. Cái con này ăn được không? Hôm nè. Để thôi cá xỉu không? À, không không. Nhỏ
trên nha. Ốc cũng vàng là không thấy. Dưới cái mấy con cá lúc chạy nè, tại bị sới không? Mà sới á. Kỹ quá ta, tăng mé rồi nha. Cái này theo độ dẫn nước trượt chạy vô. Ở ngoài nước trượt. Chỗ này là có cái nắp này cả nhà. Bật lên bật xuống. Mình đổ cá ra đường đó. Ớt nó nhảy kìa.
ít nhưng mà chất lượng lắm Giang. Cái gồ này giống cái gồ mình nhân lưới không ở quê. Chạy như thứ gồ. Ít có cá bự nhỏ. Rô cá lóc gì cũng bị sằng mình. Dễ bị sằng mình quá. Hôm sáu chạy về coi thành quả nha. Hết rồi. Hết rồi. Mẹ ơi, vậy ta vô cái lóc gì thắt ông nào mấy em à. Có 7 cái rồi. Mẹ ta nữa, hao bây giờ. Rồi cái này chạy kia nước dứt xuống. Nước dứt xuống á, chạy nó chạy đi dứt. Này nước biêu mà, cái vô mề không còn đâu gì nữa. Vô mề. Sao cái lọc sáng này vô cái nó dễ bị sụp mạnh sao ơi. Vậy chứ là đâu phải như dân. Cái này thì chị mà, chị mà. Ủa con ếch đâu? Con ếch với con cua không, mấy con cua không ăn rồi hả? Ếch cho mấy nhỏ đi. Giờ ăn hai cá lóc với mấy cái cua à. Mình sẽ làm cá lóc hấp với mướp và bông mướp nha cả nhà. Một món một thôi, đơn giản cho nhanh. Chiên lửa đó nhỏ, coi chừng cái lửa cho nó bông dữ lắm á. Cái lửa cái này mùa nước nó chúng lên mấy chỗ cao này nó ở trời nhức lên mà. Thì nhà mình thì luôn luôn có cái chương trình cá mới bắt và rau mới cắt. Khổ qua bầu mướp giờ nhóc hết trơn luôn cả nhà. Con thích ăn cá bông hơn. Trời ơi, nói gì cái bông. Cái bông này nó bùi dữ lắm. Ừ, nó ngọt mà bùi bùi dữ nó. Bây giờ mình ướp cá thôi. Rồi để hành vô cho bạn ha. Ừ, cho vô đi ướp. Rồi. Cái nó. Sao bữa nay anh Nguyễn làm ớt ít ta? Ít ừ. Sớm đem bỏ chú ớt kiều hình, đó. Như, hình như chú uống hai ớt chứ không phải anh. Chú kiều hai ít á. Này cá ngon quá à. Để ớt nhiều quá. Cái này mình chỉ mới thử nghiệm mấy cái lọt này thôi cả nhà. Nhưng mà hình như là nó không hiệu quả lắm cả nhà. Cái này mà mấy cái này mình đợi cho tới nước dịch các bạn. Đúng rồi. Là nó cái đường con cá nó rút đi lên rất mạnh. Còn cái này nước đang lên thì con cá nó loãng đi rất là nhiều hướng. Hồi sáng con cũng nghe ba nói vậy. Mình đi chợ nước giật á, mình lượm những cái đường xuống kinh á, đó. Đó. À, mình đặt rất là hiệu quả hơn.
Nhưng mà vấn đề quan trọng là trời mấy chú cháu mình cũng có cá. Cá cũng hên là được á. Cá cũng khá ngon. Sắp lên nữa đâu. Thôi cái này sắp văng á. Dù anh hả? Cái tàu hơi nhỏ à? Hơi nhỏ. Hàng cá lóc ngon, cá rô cũng ngon. Thứ này mà hấp bông mướp này thì thôi. Thì mướp, trái mướp nữa. Vô. Đi. Đây. Mình cho một lớp mướp ở dưới. Lớp mướp ở dưới. Cá mình mới để lên hả bạn? Ừ. Thêm đi, thêm mướp dưới. Quá bậy bạ ha. Thêm mướp đi. Tại trên còn bông kìa. Mướp này bạn hấp tính để nước không? Không. Wow. Cái này nó ngọt rồi thấy nghe Giang. Này chút hấp nước cái nhất, nhất cái nắp nữa. Rồi, cho nó mướp đi luôn. Phủ lên. Xong. Không có bỏ một miếng nước nào luôn. Mướp nó sẽ ra nước. Vì nó mới ngọt đó. Đây là tinh tí luôn. Cá rồi mướp rồi bông mướp rồi nó ra trong cá. Này hấp 15 phút hả Nguyễn? 15 phút ạ. 15 phút. Anh Giang ra thông báo với ba là sắp ăn cơm nha Giang. Thông báo vậy là vừa đó. Vừa. Trời ơi, lắm. Thông báo với ba là tới giờ cơm món ăn chính rồi. Giờ cơm đã đến. Giờ cơm đã đến rồi. Thơm quá quầy. Thơm quá. Con nghĩ là chín rồi. Chín rồi nó có mùi cá mùi mướp. Rồi. Trời ơi. Ra nước kìa Húc ơi. Đây là bạn. Như nấu canh luôn á. Hồi nãy là mình không hề bỏ một miếng nước nào luôn á mà bây giờ nước nè. Như nấu canh. Ra nước đó bạn. Mướp này ra nước ghê. Không. Mướp thơm à. Mướp hương. Hấp lên thơm quá trời. Dạng mướp thơm hương. Nhìn lại một lần nữa nghe cả nhà. Cá lóc hấp mướp và bông mướp. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm này gọi cơm gì vậy? Cơm trưa. Còn được xuống. Cơm tạm đẻ ơi. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà. Cái bông mướp một cái cho nó thơm cái coi. Gấp lần 2-3 bông. Thơm nó bùi ha. Gì nè. Mời cả nhà cá. Ngon hết đường tả. Ghê vậy Út. Nước chụp chụp lên là cá bị mập à. Cháy mướp thì bồng mướp luôn. Mướp thì nó ngọt mà con cá rô thì nó béo nữa. Không có. Hồi sáng là vô ba cái đầu là thấy lo lắng. Giả ba là đầu lo lắng dữ lắm luôn. Sợ ăn ốc bươu vàng. Ăn ốc bươu vàng hay không đó? Có cá nữa, cá rùa nhỏ 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 nhỏ. Cái cua giá cua vàng. Tới cái lạp thứ mấy mới được hai cái lóc lên này. Thứ tư, thứ ba, thứ tư. Nước cạn xuống á.
lúc với... xuyết á, bắt đầu là đặt mấy con lẹp chạy mới giữ. Với cái lọc cuối cùng được cái gô ngon. Cái này là coi như là mình thử nghiệm thôi cả nhà. Cái này nó không có phù hợp cho mùa nước nổi lắm à. Sao này mình làm cái gian đó sao? Đăng đường gian đó. Nó vừa có đường gian thì nó chạy mạnh hơn nữa. Ở đó đường gian không làm lưới cũng được ta. Lưới gân mình nè, được sao không? Chung cái nào cũng được. Dễ dàng. Nếu không có đăng gian thì mình lựa đường nhỏ. Dưới xuống dưới à. Chén còn chén hoa rào vô luôn à. Giống bỉ quá. Nhẹ rồi em ngoài chạy. Chó không ăn. Bữa nay món ngon kiếm chuyện hay vậy? Vậy món chùi để rút chàng hết chén rồi. Món ngon mà có món nữa. Mướp đắt hơn cá. Ngon. Chan cái nước này chứ. Bây giờ có ăn cái chúng trang hiểm mà sao? Hai ba trái à? Tôi làm đâu ba trái thì nữa. Thơm. Đâu có cay không? Nấu chín nó giảm cái độ cay à. Thơm hả? Thích hại không? Ngon mà. Chúng mấy với ớt mà. Thơm. Rồi. Rồi để cái muỗng dịch đầy cái dĩa nó chấm luôn. Tối thần thôi nha. Thì đấy giờ mọi người tiếp tục ăn cơm cho xong rồi mình còn làm tiếp công việc nữa cả nhà. Hàng ngàn kết thúc clip ở đây. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cái đường dẫn lớn của mình thì mai mốt Hằng sẽ quay đổ thôi nha cả nhà. Còn đặt thì năm ngoái có quay rồi, năm nay không quay lại. Cả nhà đón xem thành quả thôi.